Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn 5 loại chứng khoán tuyệt đối không nên mua nhằm giúp quý vị và các bạn có thể tránh được những cái tổn thất mất tiền trong cái điều kiện thị trường chứng khoán Việt Nam được đánh giá là đầy cạm bẫy đối với các nhà đầu tư. Loại chứng khoán đầu tiên chúng ta không mua đó chính là chứng khoán có dấu hiệu đầu cơ làm giá với các lý do như sau. Lý do thứ nhất, doanh nghiệp thường kinh doanh không hiệu quả thì họ mới quay sang làm giá cổ phiếu hoặc đầu cơ. Ngoài ra, do cái việc lãnh đạo chỉ quan tâm đến cổ phiếu, bỏ bê các cái công việc hoạt động kinh doanh chính của mình, do đó nó rất kém hiệu quả là một điều dễ hiểu. Nguyên tắc thứ hai, đó là đạo đức lãnh đạo của những doanh nghiệp này thường rất tệ, nên họ sẵn sàng để cho các đội lái làm trò trên cổ phiếu chính của doanh nghiệp mình. Bởi vậy, cho nên chúng ta chưa là cái gì cả để họ phải quan tâm. Và thứ ba, đó là họ nắm được cuộc chơi trong tay. Khi họ biết được rằng bạn mua lúc nào, bạn bán lúc nào, nhà đầu tư chán lúc nào và nhà đầu tư thèm lúc nào. Và chính vì thế, họ sẵn sàng là vận hành cuộc chơi và họ coi bạn như con rối trong tay của mình, để có thể vặt lông, để có thể kiếm tiền trên tài khoản của chúng ta. Chính vì thế, cho nên vua mua chứng khoán đầu cơ không khác nào biến mình thành con dê béo để cho thú dữ nó ăn thịt cả. Và nhận diện như thế nào về các cái cổ phiếu đầu cơ? Đó là chúng ta nhìn, ví dụ nhìn biểu đồ các cổ phiếu như thế này ạ. Đó, nó có thể tăng lên đến 5, 6 lần, 3, 4 lần rồi sau đó lại giảm về giá cũ rồi lại tăng 5, 6 lần. Thì đây điển hình là những cái cổ phiếu lùa gà để có thể là vặt lông nhà đầu tư nhỏ lẻ như chúng ta. Chính vì thế các bạn nên tránh xa những cái cổ phiếu này, bởi vì sớm muộn gì thì chúng ta cũng sẽ mất tiền mà thôi. Loại cổ phiếu thứ hai mà chúng ta nên tránh đó là chứng khoán của các công ty có tranh chấp và lục đục nội bộ. Vì sao lại vậy? Thứ nhất, đó là hoạt động kinh doanh của các công ty này sẽ bị đình trệ, gián đoạn do phải lo nghĩ giành giật quyền lợi với nhau, tranh chấp với nhau để giành việc kiểm soát công ty cũng như lợi ích của công ty. Thứ hai, lợi ích của cổ đông nhỏ lẻ như chúng ta sẽ không được quan tâm và họ coi cổ đông nhỏ lẻ như cỏ rác mà thôi. Thứ ba, kiện tụng, tranh chấp khiến hình ảnh của công ty xấu đi, uy tín giảm sút trong mắt khách hàng, chủ nợ và nhà cung cấp. Do đó công ty sẽ gặp nhiều bất lợi. Thứ tư là kết quả kinh doanh của công ty sẽ đi xuống một cách rất là mạnh. Chính vì thế những người thiệt hại đầu tiên chính là cổ đông nhỏ lẻ của chúng ta. Đó. Và cho dù tranh chấp xảy ra có bên nào thắng đi chăng nữa thì cuối cùng người thua vẫn là chúng ta mà thôi. Tôi ví dụ một số trường hợp tranh chấp và làm thiệt hại cho cổ đông rất lớn như là công ty Bê Tông 6. Hiện nay thì công ty này hủy niêm yết rồi, do nó tranh chấp từ năm 2011, 13, 14 gì đó. Khi đó lãnh đạo lục đục đánh nhau, công ty không làm ăn gì cả và nhiều năm liên tiếp bị lỗ. Hay trường hợp của công ty Descon cũng vậy. Đây là những cái điển hình của việc tranh chấp khiến cho cổ đông nhỏ lẻ trắng tay. Ngay cả một cái tập đoàn hàng đầu trong cái lĩnh vực xây dựng với vị thế số 1 Việt Nam như Cotecon chẳng hạn, thì ngay cả trong các đại hội đồng cổ đông họ cũng diễn ra cái sự tranh chấp rất quyết liệt giữa nhóm cổ đông lớn và ban điều hành của doanh nghiệp. Bởi vậy giá cổ phiếu của Cotecon thì cũng giảm từ hơn 200.000 xuống còn có 40 đến 60.000 vào cái tháng 3, tháng 4 năm 2020 vừa qua. Như vậy cổ đông thiệt hại tới 3/4 giá trị của cái khoản tiền đầu tư vào cổ phiếu về. Chính vì thế các bạn hãy tránh xa các cái công ty có tranh chấp lục đục nội bộ. Và cái loại chứng khoán thứ ba chúng ta nên tránh xa đó là những chứng khoán trong ngành tụt hậu. Thì khi ngành tụt hậu cũng giống như kiểu doanh nghiệp bơi ngược dòng nước vậy, thì việc có thể làm ăn tốt trong những ngành tụt hậu là một điều hết sức khó khăn. Có thể nói nhiều công ty là bất khả thi. Bởi vậy chúng ta không nên làm việc khó bằng cách nhảy vào các cái ngành khó như vậy. Chúng ta hãy tránh xa nó ra. Và các cái nguyên nhân sau sẽ giúp quý vị và các bạn hình dung rõ hơn vì sao lại như vậy. Đó. Trước tiên là ví dụ về cái dòng sông Đà. Dòng này là một dòng chuyên xây dựng các cái thủy điện. Nhưng hiện nay
Về cơ bản ở Việt Nam gần như không còn các cái vị trí có thể xây thủy điện nữa. Chính vì thế những cái công ty dòng họ sông Đà từng một thời đình đám năm 2009, 2010 đã tụt hậu một cách thảm hại và tương lai sẽ khó có thể quay trở lại bình thường, chứ đừng nói đến việc tốt hơn. Dòng thứ hai đó là dòng họ nhà Vinacolex xây dựng các công trình nhà nước và xuất nhập khẩu. Thì dòng họ này cũng cùng với dòng họ sông Đà rất đình đám vào giai đoạn 2009-2010. Tuy nhiên, do kinh tế mở cửa, cơ chế chỉ định thầu không còn nữa, thì các cái doanh nghiệp tư nhân phát triển rất mạnh, do đó công việc của các doanh nghiệp này về cơ bản dần dần ít đi và tụt hậu rất là mạnh mẽ trong những năm qua. Chính vì thế trong tương lai chúng tôi cho rằng những ngành này cũng rất khó có thể bật lại như xưa. Và thứ ba là dòng họ Lycosi chuyên xây dựng các cái công trình giao thông, công trình ngầm cũng đã tụt hậu rất nhiều, do bây giờ các cái nhà thầu tư nhân rồi các cái tổng thầu hàng đầu họ đầu tư rất mạnh mẽ máy móc, công nghệ và họ giành giật được những cái hợp đồng lớn và những công ty họ Lycosi không còn tích hợp được nữa. Thứ tư là dòng họ Vinacomin chuyên khai thác than. Thì ngày xưa khi ở Quảng Ninh chẳng hạn, đây là mỏ than, những mỏ than lớn nhất Việt Nam. Các doanh nghiệp này đơn giản chỉ đến xúc than lộ thiên và bán mà thôi. Họ không chịu nâng cấp công nghệ máy móc dây chuyền. Thành ra bây giờ khi mà mỏ than lộ thiên hết, thường phải đào sâu dưới lòng đất hàng trăm mét để khai thác than, thì họ đã không còn một cái lợi thế nào nữa. Chi phí sản xuất thì rất lớn so với than nhập khẩu từ Indonesia và từ Úc. Chính vì thế cho nên ngành này cũng có cái sự tụt hậu rất mạnh và đi xuống rất mạnh. Ít nhất là ngành này đang co hẹp. Mà đã co hẹp thì thường doanh thu lợi nhuận của chúng ta rất khó có thể tăng. Bên cạnh đó là ngành này như tôi đã nói không có máy móc công nghệ hiện đại, do đó họ sẽ không thể khai thác một cách lâu dài. Ngoài ra, dòng họ Vinacomin này là nằm trong cái ngành có tính chất độc hại, bởi vậy lợi nhuận sau thuế của cổ đông chia một phần rất lớn cho cán bộ công nhân viên làm thưởng, do đó lợi ích của cổ đông cơ bản không được đảm bảo tốt. Có những doanh nghiệp chia đến 60-70% tổng lợi nhuận sau thuế cho cán bộ công nhân viên cơ ạ. Thì chúng ta phải lưu ý những cái điều như thế này. Và dòng thứ năm chúng tôi lưu ý ở đây đó là dòng họ khoáng sản KS, KSH, KSS, KSK và rất nhiều loại K nữa. Thì dòng này về cơ bản ngày đầu đưa ra để khai thác những cái mỏ khoáng sản gọi là đơn giản. Tuy nhiên là qua thời gian những cái thứ đó hết đi rồi, cộng thêm nữa là những cái công doanh nghiệp này không có tiềm lực vốn mạnh và không đầu tư lớn, do đó nó ngày càng tụt hậu so với những cái lĩnh vực khác, ngành khác. Bởi vậy cho nên là dòng họ này giá cổ phiếu cũng rất là thảm hại, 1.000, 2.000, 3.000 một cổ phiếu. Và chúng ta đừng mong rằng nó sẽ có thể quay lại được với mệnh giá. Chính vì thế chúng ta hãy tránh xa nó đi, không bao giờ có cổ tích, có lợi nhuận cho chúng ta đâu. Và đối với các chứng khoán này thì chúng tôi cho rằng nó đã rẻ rồi nhưng nó sẽ còn rẻ hơn nữa trong tương lai. Bởi vậy chúng ta hãy tránh nó. Và loại chứng khoán tiếp theo chúng ta nên tránh đó là chứng khoán có thanh khoản thấp. Thanh khoản của một chứng khoán là cái khả năng chuyển đổi thành tiền, đo lường bằng khối lượng giao dịch của các chứng khoán này mỗi phiên là bao nhiêu. Đó. Thì khi chúng ta muốn chuyển thành tiền thì chúng ta phải bán cổ chứng khoán đi, bán cổ phiếu đi. Nhưng nếu nó kém thanh khoản thì chúng ta rất khó bán. Đó. Và nếu chứng khoán kém thanh khoản thì khi muốn bán chuyển đổi thành tiền thì sẽ vô cùng khó khăn cho chúng ta, đặc biệt là nếu chúng ta có mua nhiều một chút. Và nếu muốn bán được những cái chứng khoán này thì thông thường chúng ta phải bán với giá rất thấp, thậm chí mất 20-30% mới bán thành công. Cũng như kiểu là chúng ta kinh doanh ở bên ngoài thế thôi. Khi chúng ta sở hữu một lượng lớn mà nhu cầu của thị trường về chứng khoán thì nó không lớn, thì để bán được sản phẩm đó thì chúng ta phải hạ giá rất mạnh thì mới có thể bán được. Và gần như toàn bộ chứng khoán này đều nằm trong một nhóm cổ đông lớn, do đó những cổ đông nhỏ như chúng ta sẽ được quan tâm rất ít, thậm chí không được quan tâm. Và chúng tôi cho rằng đầu tư vào những cái chứng khoán có thanh khoản khoảng thấp thì cũng như kiểu một con tàu bị kẹt trên dòng sông băng, chúng ta sẽ không di chuyển, không nhúc nhích gì được khi chúng ta cần mà thôi. Và tiếp theo, chúng ta không nên đầu tư vào loại chứng khoán có thị giá thấp. Lý do vì sao lại như vậy? Lý do thứ nhất, chúng ta cần phải trả lời câu hỏi rất nhiều nhà đầu tư thích cổ phiếu thị giá thấp là vì sao?
Bởi vì họ tư duy rất đơn giản. Ví dụ như cổ phiếu NHP này chẳng hạn, với giá 0,4 nghìn đồng một cổ phiếu, tức là 400 đồng một cổ phiếu đấy, thì họ bỏ ra 100 triệu đồng thì họ đã có thể mua được 250.000 cổ phiếu này. Nghe số lượng rất lớn. Rất nhiều nhà đầu tư cũng đã chia sẻ với tôi, mua cổ phiếu này giá thấp mình mới mua được nhiều chứ, tại sao phải mua cổ phiếu giá cao? Ví dụ như mua cổ giá cao 50.000 đồng một cổ phiếu, 100 triệu chúng ta mua được 2.000. Thay vì thế chúng ta mua cái cổ phiếu 400 đồng này được 250.000 cổ phiếu. Có phải nhiều hơn không? Thì đây là một suy nghĩ hết sức sai lầm. Vì sao lại vậy? Thì chúng ta sẽ trả lời câu hỏi vì sao lại có giá cổ phiếu thấp như vậy. Thứ nhất, đó là thường các doanh nghiệp này là những doanh nghiệp sắp phá sản, làm ăn cực kỳ kém, thậm chí âm vốn chủ sở hữu. Nếu nó sắp phá sản thì kể cả rẻ đến mấy thì cũng đâu có ý nghĩa gì, chúng ta đâu nhận được gì từ doanh nghiệp này. Thứ hai, có thể đây là chứng khoán của các doanh nghiệp làm giá, các doanh nghiệp ảo không có thật, vốn có khi chỉ có 100 triệu nhưng người ta sẵn sàng dùng các thủ thuật vống nó lên đến cả 100 tỷ, 1.000 tỷ. Như vậy đây là chúng ta mua mớ giấy lộn chứ chúng ta mua cổ phiếu đâu, đúng không ạ? Chính vì thế cho nên là những cổ phiếu có thị giá thấp rất nguy hiểm. Tôi lấy một cái câu chuyện vui ở đây để quý vị và các bạn có thể biết, đó là câu chuyện chọn chồng chẳng hạn. Nếu năm 2010 một anh chàng ra trường với lương 10 triệu một tháng, thì đến năm 2020, tức là sau 10 năm đi làm, lương anh ta có 5 triệu một tháng, thì theo quý vị có triển vọng không ạ? Hay là đến năm 2020 anh ta lại lương còn có 1 triệu một tháng thì có triển vọng không? Tất nhiên là không rồi. Bởi vì sao? Tất cả các cái chứng khoán theo luật quy định lúc mới phát hành là mệnh giá 10.000, tức là góp vốn 10.000 một cổ phiếu, thì có thể coi 10.000 đấy là cái mức giá cơ sở nền tảng của bất kỳ chứng khoán nào. Khi chứng khoán đó sau một thời gian dài hoạt động niêm yết kinh doanh mà giá nó lại còn thấp hơn giá trị ban đầu của mình là 10.000, thì nó có triển vọng không ạ? Tất nhiên là cũng giống như cái anh chàng kia, không hề có triển vọng. Bởi vậy chúng ta hãy tránh xa nó. Và những cái cổ phiếu tốt thì thường có giá như thế nào? Ví dụ như là Vinamilk giá khoảng 100.000 đồng một cổ phiếu, chứ không phải là vài trăm đồng. Sapeco hơn 100.000 đồng một cổ phiếu, 200.000 đồng một cổ phiếu. Villa Cà Phê 200.000 đồng một cổ phiếu. MWG 80.000 đồng một cổ phiếu. FPT 50.000 đồng một cổ phiếu. PNG 60.000 đồng một cổ phiếu. VCB 60.000 đồng một cổ phiếu. ACV 60.000 đồng một cổ phiếu. VicoStone cũng 60.000 đồng một cổ phiếu. Hay RE thì ít nhất cũng 30.000 đồng một cổ phiếu. Thì những cổ phiếu tốt sau thời gian do quá trình làm ăn hiệu quả, tích lũy được lợi nhuận, tích lũy được vốn chủ sở hữu, chính vì thế giá cổ phiếu nó cao hơn so với cái mức mệnh giá của mỗi cổ phiếu đó. Cũng giống như cái một anh chàng năm 2010 ra trường lương 10 triệu, đến nay lương anh ta 60 triệu. Không phải tất cả những anh chàng đều tốt, không phải tất cả những cổ phiếu giá cao đều tốt, nhưng về cơ bản những cổ phiếu tốt thì thường có giá cao hơn mệnh giá rất nhiều. Bởi vậy, cho nên theo tôi, chúng ta khi đầu tư chứng khoán, chúng ta hãy làm việc dễ bằng cách hãy nhảy vào những cái doanh nghiệp có thị giá cao, thì chúng ta lựa chọn trong đó ra doanh nghiệp tốt nó sẽ rất dễ hơn là việc nhảy vào những cái doanh nghiệp có thị giá rất thấp như thế này. Thì về cơ bản là tìm mỏi mắt cũng không ra cổ phiếu tốt đâu ạ. Và chính vì thế mua cổ phiếu thị giá thấp cũng giống như uống thuốc giả đấy, vừa mất tiền mà bệnh lại còn nặng thêm. Tôi đã chứng kiến rất nhiều các nhà đầu tư mua cổ phiếu 5.000, 4.000, 3.000 và cuối cùng sau 1-2 năm họ còn có 1.000 đồng thôi, mất gần như toàn bộ số tiền của mình. Và việc đầu tư vào những cái cổ phiếu thị giá quá thấp cũng không khác nào việc đánh bạc trên cái thị trường chứng khoán này. Trên đây là tôi đã trình bày với quý vị và các bạn nhà đầu tư về 5 loại chứng khoán chúng ta tuyệt đối không nên mua để có thể giữ tiền tốt hơn. Hãy like và subscribe kênh Chứng khoán TV của chúng tôi để thường xuyên nhận được những cái kiến thức mà chỉ Chứng khoán TV có. Ngoài ra, hãy comment những cảm nhận của bạn, những yêu cầu của bạn và những chia sẻ của bạn để chúng tôi cùng đồng hành với bạn. Chúc quý vị và các bạn đầu tư thành công một cách mạnh mẽ trên thị trường chứng khoán.